tàu anh Thái này. Đâu? Tàu anh Thái. Đây là. Hết tiền. Đâu tàu đây là tàu anh Thái chứ. Là được một chuyến cá thu được 5 tấn ạ. 5 tấn. 10 tấn chứ phải giảm tấn chứ. Ờ đúng rồi. Còn đây là anh Nghĩa này. Và anh Nghĩa này, anh Nghĩa là bốc cá này, anh vất vả. Còn bên trên đấy là anh Văn. Anh Nghĩa. Thành công là anh Tuấn nhá. Đây là cái người cá ngừ đại dương. Đây là ông Thái này. Đây giờ là chuẩn bị giờ trưa, tươi nắng. Đây là chú tàu phía cá ngừ đại dương. Đúng rồi, Kim ơi. Nhớ anh nha. Anh đây. Đây là anh Nở này. Anh Nở nha. Mày quay thở chưa? Rồi có thở rồi. Mọi người nhớ đăng ký cho Thịnh LTV nha. Nó ngon nha. Thôi, không biết. Đây là ông Hồng. Rồi, 60. Bỏ con nhỏ này. Rồi 69 là được 55 thôi. 55 xuống đi. Là chứ. Rồi 19. 17 xuống đi. Đá bây giờ thấy nhà có chuyện một cá to nó lặn ra nhá. Cá to nó lặn ra lặn. Bác cái xe ô tô nó lùi vào đây dây lấy rồi. 2 giây. Lấy được nhá. Mày quay mà phải nó. Ta làm hình nền luôn. Đây là cá ngừ đại dương. Tàu này chỉ được cá ngừ thôi. Đây rất to. Đây là cái bà làng nó nắng nha Ly. Đây, bà làng nó nắng rồi. Tàu có chậm một hầm có chậm nha. Đây là anh Nở tài công này. Tài công này. Phải đánh nhà bà la nha, bà la tầm 5 tấn. Phải nhờ với Trung Quốc. Phải nhờ với Trung Quốc chạy về. Đây là anh cậu đang còn bốc cá này. Đúng rồi, chính xác. Đây. Cối hầm bên này. Vâng, đây quay hầm này. Đấy, rồi, cá ui rồi, đất ui và đất thu. Vậy là ổn rồi. Đang ra ngoài 1.8 mà. Đồ quá. Vậy là vào cái gì để coi mày, éo. Thịnh éo. Thịnh éo, mấy vị. Cá đấy 1.8 giúp tôi dân quốc bảo ạ. Đây đi, đây đi luôn. Đúng không? Dạ.
Cần đi, cần đi mày. Cần đi mày xuống. Rồi thế đó. Cần đi. Đây chỗ. Đây nào, xong lên đây đây đi. Bốc về thì thôi em ạ. Chiều này là có được tí thôi. Vậy là ổn rồi. À, tính nó thu. Năm tính củi và tính cái nhãi đây. Miền Nam chưa có nhãi rồi, miền Bắc thì có quái. Vậy chứ, không biết chứ còn. Phải nói gì ấy bây giờ. Đốt cá vào đây đi. Đây. Ôi, đây đi béo. Trời, áo tivi mày. Giò mà nó tươi thế. Rồi, 71. Tới đây. Văn Ngà TV. Là thư ký nha. Thư ký nha, anh Văn Ngà nha. Đây là anh Nở nha. Anh Nở mà người đi. Nhưng mà anh ấy có 80 thôi. Thế này, thằng nhất. À, là cái một cái dù độc mà vẫn đi là to cái thực kỹ nào. Có đùa đâu, sao mà các ông mà cứ lái xe mà lại cũng xuống lấy cá làm sao kìa. Thì bây giờ mua thì không bằng cho con đấy, luôn có đùa đâu. Đến mua cá, cá rất tươi. Con mắt con bây giờ đây cho con lấy rồi chỗ mà được à cái chỗ hãy là cá rồi ta đang mua cá các bạn trên tay để mình cảm luôn. Các thu ba chậm ba bảy cho ba bảy thì còn được ba tư vâng, chào anh cả.
Đây là tàu đánh cá này, đây thợ thuyền.